Vợ nhờ chồng con, anh chồng đưa con hẳn ra khu vui chơi rồi ôm nhau ngủ trong nhà báo. Ảo thật đấy! Chúng ta thường cảm thấy quen thuộc về hình ảnh người phụ nữ chăm con. Vậy nếu các ông chồng khi chăm con thì sẽ như thế nào? Câu chuyện ngay sau đây sẽ cho anh em thấy điển hình của một ông bố khi thấy vợ trổ tài nội trợ trong gia đình. Cơ mà nó lạ lắm. Mới đây, một đoạn clip quay lại khoảnh khắc giờ khóc giờ cười của hai bố con đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Chị vợ cho biết, hôm đó chị đã giao trọng trách cho chồng là chăm con nguyên một ngày. Buổi sáng, hai bố con đã ôm nhau ngủ. Buổi chiều thì anh chồng quyết định đưa con đến khu vui chơi dành cho các bé ở gần nhà, còn chị vợ thì ra ngoài có việc. Đến khi quay trở về, chị vợ gọi mãi không thấy chồng nghe máy, đến khu vui chơi cũng chẳng thấy ai. May sao, ngay sau đó có người nhìn thấy và chỉ đường, chị vợ mới tìm thấy hai bố con trong nhà bóng. Đã thế, hai bố con còn ở trong trạng thái ngủ say, không biết trời đất gì. Đúng là khi chồng chăm con thì sẽ có 1001 câu chuyện cười mà. Cộng đồng mạng sau khi xem xong đoạn clip cũng phải bật cười thích thú. Bảo cho người ta đi chơi, hóa ra chỉ là đổi địa điểm để ngủ mà thôi. Bé chờ ông bố mệt quá đi. Ông bố của năm đây rồi. Các bạn nghĩ sao về màn chăm con vô cùng tâm huyết của ông chồng này? Comment ngay cho TVChen biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.